Giang Gia Đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một em khế chua siêu chua tại vườn mình ha. Đây là khế tàu. Loại này theo như người ta hay nói thì cái này là loại này là chua nhất trong cái dòng khế nè. Đó, chua rất là chua luôn, để dành nấu canh hoặc là ai mà thèm chua, tín đồ ăn chua thì mình rước em này về là có dừa để dành nấu canh nè, canh chua nè. Hai mình ăn để nhậu cho mấy ông nhậu ăn là khôi số 1 luôn cả nhà nha. Đang xỉn mà ăn vô một cái này là té đái luôn, là tỉnh luôn bà con ha. Đây đang ra trái và ra trái liên tục cả nhà nha, ra quanh năm luôn, đang ra thêm những cái trái mới nè, chùm hoa mới nè. Cái này hiện giờ tại gian đình có một cây một, có một cây một hàng dưỡng tại vườn luôn, cao khoảng chừng mét tư gì đó. Gốc khỏe cả nhà, đó gốc khỏe đẹp, bông đẹp lắm cả nhà nha, đó bông đỏ rất là đẹp, rất là dễ trồng ưa nắng bà con ha. Rồi, ai có thích sở hữu ngay một em này thì mình gọi ngay Giang Gia Đình nha, liên hệ Giang Gia Đình nha. Xin chào cả nhà nha.